xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, hai cựu tướng công an cùng vào phòng y tế. Chiều ngày 14 tháng 11, trong phần xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng cục C50 đã phải cần đến sự trợ giúp y tế. Ông Phan Văn Vĩnh cũng liên tục được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe. Khi thấy ông Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu sức khỏe không đảm bảo, luật sư của bị cáo đã đề nghị hội đồng xét xử cho phép thân chủ của mình được vào phòng y tế và được chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương chấp thuận. Bị cáo Hóa ngay sau đó được đưa vào phòng chăm sóc y tế để các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Tại phiên tòa này, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã bố trí sẵn đội ngũ nhân viên y tế túc trực phòng trường hợp các bị cáo cần đến. Trước đó, trong buổi xét xử sáng nay, bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cũng đã phải cần đến chăm sóc y tế do bệnh huyết áp cao. Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh được chăm sóc y tế trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi sáng. Đến đầu giờ chiều, theo quan sát của phóng viên, ông Phan Văn Vĩnh được đưa trở lại phòng xét xử. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bị cáo lại được đưa vào phòng chăm sóc y tế. Trước khi phiên tòa diễn ra, ông Vĩnh đã phải nằm viện điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, vẩy nến. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại khoản 3, điều 281, Bộ Luật Hình sự, năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can. Được quy định tại điều 7, Bộ Luật Hình sự, thì hành vi phạm tội của Phan Văn Vĩnh được áp dụng xử lý theo điểm A. Khoản 2, điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, được quy định tại khoản 3, điều 281, Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, được quy định tại điều 7, Bộ Luật Hình sự, thì hành vi phạm tội của Hóa được áp dụng xử lý theo điểm A, khoản 2, điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Ngoài việc được hưởng những khoản tiền lớn thu lợi bất chính khủng, một lý do khác khiến bị cáo lao vào sới bạc như một con thiêu thân là vì được nghe nói ở trên có một thế lực rất lớn đỡ đầu, các em cứ yên tâm làm. Ngày 14 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc ngàn tỷ do Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC và Phan Sầu Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến VTC Online cầm đầu. Bước sang ngày làm việc thứ 3, hội đồng xét xử vẫn tiến hành thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 và những người tham gia đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo Vũ Văn Dũng, sinh năm 1989, trú tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc nhóm đại lý cấp 1 cho biết, trước đó bị cáo làm nghề kinh doanh internet, tạp hóa, bán điện thoại và không quen biết gì Hoàng Thành Trung, sinh năm 1986, ở Hà Tĩnh, sau này bị cáo Dũng làm rất mới biết Trung. Bị cáo Dũng khai, khi gặp bị cáo Trung đã đưa cho rất nhiều chính sách khi làm đại lý cấp 1. Chính vì vậy, khi tham gia làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Red VIP, Tiếp Club, Dũng đã lập trang Facebook Vũ Văn Dũng để tuyên truyền lôi kéo người mua rách đánh bạc trực tuyến. Quá trình làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Red VIP, Tiếp Club, Vũ Văn Dũng đã phát triển được 1.151 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo được rất nhiều đối tượng đánh bạc. Quá trình tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến, bị cáo Dũng được hưởng lợi gần 5,5 tỷ đồng. Nhân viên nào càng đạt được mức doanh số cao thì càng được thưởng cao, lời khai của bị cáo Dũng. Nữ chủ tọa tiếp tục đặt câu hỏi, bị cáo nhận thức như thế nào về hành vi của mình? Bị cáo Dũng lý nhí, bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, biết nhưng vẫn làm là do bị cáo nhận thức kém ạ. Một lý do khác khiến bị cáo lao vào sới bạc khủng như một con thiêu thân là vì quá trình làm đại lý cấp 1, bị cáo được anh Hoàng Thành Trung nói là ở trên có một thế lực rất lớn đỡ đầu, các em cứ yên tâm làm. Trước đó một con bạc khác là Trần Viết Tường, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, tham gia làm đại lý cấp 2 cho game đánh bạc Rick VIP Tip Club thông qua đại lý cấp 1 là Vũ Văn Dũng từ ngày 23 tháng 12 năm 2015 đến ngày 9 tháng 8 năm 2017. Tại phiên tòa, bị cáo Trường khai sử dụng tài khoản ngân hàng 1987 tên hiển thị Kitrit 1 làm trung gian mua bán rích giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1,
với tổng giao dịch mua bán rig là 25.928.047.955 rig, tương đương tiền Việt Nam đồng là hơn 21 tỷ đồng. Trần Viết Tường được hưởng lợi từ việc Vũ Văn Dũng trích lại 1% trên tổng số tiền mua bán rig thực tế với khách hàng con bạc là gần 70.000 trên một rig, tương đương tiền Việt Nam đồng là 580 triệu đồng. Đối với hệ thống game bài 23zdo.club, Trần Viết Tường có tổng giao dịch mua bán Zdo là 44 lần, bằng 692.247.650 Zdo, tương đương tiền Việt Nam đồng là hơn 233 triệu đồng. Trường được hưởng lợi từ việc Vũ Văn Dũng trích lại 1% trên tổng số tiền mua bán Zdo thực tế với khách hàng con bạc là 421.645.000 Zdo, tương đương tiền Việt Nam đồng là 3,4 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Trần Viết Tường được hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng là 584 triệu đồng có lẽ. Hầu hết các con bạc khi tham gia chơi đều trả lời hội đồng xét xử là ban đầu chơi để giải trí, khi thua lại muốn gỡ, nhưng càng chơi càng thua. Thực tế, các bị cáo tham gia chơi bạc đều chung một số phận là thua sạch sành sanh. Những chỉ dấu ông Phan Văn Vĩnh, bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Cơ quan tố tụng nhận định, ông Vĩnh có đầy đủ dấu hiệu của hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trái phép. Chiều ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố kết luận về vai trò của ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng, Cục Cảnh sát và các bị cáo. Cơ quan công tố cho rằng, hành vi của ông Vĩnh và cựu Cục trưởng C50, Nguyễn Thanh Hóa, có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó, Phan Văn Vĩnh giữ vai trò chỉ huy, còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực, che giấu việc góp vốn. Theo cơ quan công tố, khi là Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh đã công nhận công ty CNC của chùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của C50 khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3. Với chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh phải là người nắm rõ nhất hành vi cấu thành tội phạm của tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Nhưng khi chùm cờ bạc đề xuất cho công khai game đánh bạc, bị cáo Vĩnh giao C50 nghiên cứu đề xuất. Sau đó, ông Vĩnh đồng ý đề xuất giao Nguyễn Thanh Hóa tổ chức thí điểm mô hình đánh bạc qua mạng. Theo kiểm sát viên, việc chấp thuận này trái với nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Dấu hiệu đặc biệt về sự chống lưng cho Nguyễn Văn Dương của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa còn thể hiện ở việc cho công ty Bình Phong CNC thuê chính trụ sở của mình tại số 10 Hồ Giám để vận hành hệ thống đánh bạc. Theo quy định, cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về công nghệ cao là các đơn vị nghiệp vụ trong công an. Tuy nhiên, tại nơi làm việc của công ty CNC, các bị cáo đặt biển hiệu ghi Bộ Công an Cục C50, phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng. Điều này thể hiện người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả. Đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh, xử lý đối với Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm. Công tố viên nêu cáo buộc hành vi dung túng cho chùm cờ bạc còn được cơ quan công tố chỉ ra khi Phan Văn Vĩnh ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Đề xuất Bộ trưởng Công an cho công ty Bình Phong tiếp tục tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, việc Phan Văn Vĩnh bút phê vào văn bản hợp thức để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp đã gián tiếp thừa nhận bản thân chỉ đạo C50 hợp tác với công ty CNC ngay từ năm 2011. Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Phan Văn Vĩnh báo cáo về việc CNC vận hành hai game có dấu hiệu đánh bạc trá hình, nguyên Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Sau 50 ngày, khi có văn bản lần thứ hai, bị cáo mới chỉ đạo cấp dưới báo cáo nhưng không đúng sự thật. Lúc này, ông Vĩnh không những không chỉ đạo ngăn chặn đường dây cờ bạc mà còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát ký tiếp văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game đánh bạc của CNC. Ông Vĩnh có 3 tình tiết giảm nhẹ. Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Vĩnh thừa nhận sai phạm trong việc chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cũng thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng
và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát, theo chùm cờ bạc khai là có tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Phan Văn Vĩnh phủ nhận việc, Dương Khai đã cho ông ta 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD. Về việc Dương Khai tặng ông Vĩnh chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá 7.000 USD, nguyên Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát nói, ông mua đồng hồ của Dương, sau đó đã làm mất. Do mâu thuẫn trong lời khai, việc cho nhận tài sản, trong khi không thu được vật chứng, nên cơ quan điều tra tách hành vi này để làm rõ, xử lý sau, đồng thời ghi nhận lời tự thú của Nguyễn Văn Dương để xử lý trong vụ án. Về động cơ, Phan Văn Vĩnh khai, ông tạo điều kiện cho CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia. Về tội phạm mạng, nhưng hơn 2 năm tổ chức đánh bạc trên mạng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, CNC hầu như không có khoản tiền nào đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia. Về tội phạm mạng, cơ quan tố tụng cho rằng, về khách quan, bị cáo Phan Văn Vĩnh có đầy đủ dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm trong việc tổ chức đánh bạc trái phép. Song về chủ thể, ông Vĩnh là người có chức vụ quyền hạn, có thể quyết định việc sống còn của game đánh bạc, nhưng không xử lý, gây ra hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Xét về bản chất, hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ, nhưng cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định hai cựu cán bộ hưởng lợi cá nhân, nên việc xem xét xử lý hành vi của Phan Văn Vĩnh dừng lại ở tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kiểm sát viên, bị cáo Phan Văn Vĩnh được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ do khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích xuất sắc và là thương binh hạng 2/4,